Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Enica Việt Nam. Trước mắt và quý vị và các bạn là một mẫu xe rất là nhỏ nhỏ, xinh xinh, đủ phục vụ cho quý vị, cho các chị em chở con đi học, đi chợ, đi shopping hoặc là đi chơi cùng với bạn bè. Vâng, đây chính là Mazda 2S 1.5 AT được sản xuất năm 2013. Mẫu xe này đã chạy được hơn 80.000 cây rồi, hay anh em hay thường gọi là 8 vạn đấy. Chất xe hơn 8 vạn rất là đẹp. Và để sở hữu mẫu xe này, Enica đang chào bán với mức giá chỉ có hơn 300 triệu một chút thôi. Nó chỉ ngang ngang giá như những mẫu xe hạng A thôi. Mà quý vị đã sở hữu một mẫu xe hạng B đến từ thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe đi rất là đầm. Đặc biệt trên mẫu xe này có hệ thống khung gầm khá là chắc chắn, thậm chí nó còn chắc chắn hơn những mẫu xe đời mới bây giờ. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết mẫu xe Mazda 2S 1.5 AT 2013 ngay bây giờ. Vâng, mặc dù đây là phong cũ thôi nhưng mà nhìn về tổng thể chiếc xe này nó thiết kế cũng tương đối là đẹp. Ngoại thất thì màu trắng, nội thất thì màu đen. Về phần vỏ bên ngoài thì cũng theo năm tháng, theo thời gian thì chủ xe cũng đã sơn si rồi. Những cái này thì nó không tránh được. Màu trắng thì người ta sơn lại thì càng đẹp cho quý vị thôi, nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Cụm đèn pha còn khá là ổn luôn. Xe 2013 bây giờ tính ra là 9 năm sử dụng rồi nhưng mà đèn pha của nó rất là ổn, cũng chưa có bị sứt vỡ gì cả. Còn nếu mà quý vị muốn nó sáng, nó trong hơn thì mình có thể sục lại đèn pha tại xưởng dịch vụ Enica. Cái phần nhựa đen của phần cản trước khá là ổn luôn, cũng độ đen còn rất là tốt. Nắp capo rất là dày dặn luôn nhé, hệ thống khung gầm này, vừa đấy Khải nó nói rất là dày, cực kỳ dày luôn. Rồi chúng ta xem luôn phần máy của mẫu xe này. Nói về Mazda thì chúng ta phải nói đến độ bền, độ tiết kiệm của mẫu xe này. Đây, 2013 mà Mazda đã thiết kế ra một cái khối động cơ nhìn nó rất là đồ sộ như này. Xe được trang bị động cơ là DOHC 16 van biến thiên, trục cam kép. Đây mọi người nhìn đấy, đi khá là bền, khá là tiết kiệm. Xe có dung tích là 1.5 thì đâu đó nó sản sinh ra khoảng 1.9 hơn 100 mã. Đó, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Rồi, một chiếc xe sau 9 năm sử dụng và một chiếc xe chạy hơn 8 vạn. Phần khối động cơ này đã được chuyên gia của Enica Việt Nam kiểm định. Cam kết cho quý vị khi mua xe tại Enica là phần động cơ, phần hộp số là hoàn toàn nguyên bản. Vâng, đây là trái tim của một chiếc xe. Nên là khi mọi người mua một chiếc xe cũ thì chúng ta quan tâm nhiều nhất đó chính là cái khối động cơ, phần hộp số là phải nguyên bản đó. Bởi vì cái này mà đã đại tu, đã bổ máy ra rồi thì chắc chắn là đi nó sẽ không sướng nữa, rồi nó rất là hay bị hỏng vặt. Thậm chí là đang vận hành trên đường nó có thể chết bất thình lình lúc nào. Nên là mọi người hãy chú ý nhé, kể cả không mua xe của Enica Việt Nam được, nhưng mà mọi người mua một chiếc xe cũ quan tâm nhiều nhất đó chính là cái khối động cơ là nó phải nguyên bản. Rồi, toàn bộ kết cấu khung gầm của mẫu xe Mazda 2 cũng được Enica cam kết là nguyên bản 100%. Đây mọi người nhìn cái phần nắp capo. Nắp capo của mẫu xe này thì đã chủ xe đã tháo ra rồi. Thì về nguyên tắc là những cái xe mà được sơn ở trong hãng hay sơn tại xưởng dịch vụ Enica Việt Nam, phần capo mà các bạn sơn lại thì xưởng dịch vụ người ta đều phải tháo cái phần capo ra để sơn lại. Thì cái này nó hết sức là bình thường, không phải là xe bị đâm đụng mà phần capo bị tháo ra. Rồi toàn bộ kết cấu khung xương dàn đầu của mẫu xe Mazda 2 này hoàn toàn nguyên bản nhé. Ok, chúng ta cũng đóng capo lại. Rất là dày dặn luôn này, cực kỳ dày dặn luôn. Đó. Rồi xin mời các bạn sang phần phía thân xe. Mazda 2S được trang bị bộ mâm hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm. Lốp còn khá là dày. Lốp có kích thước là 185/60R15. Lốp còn khá là dày nhá. Lốp này thì quý vị còn đi tầm độ khoảng 3 đến 4 vạn nữa. Rồi, phanh trước là phanh đĩa nhá. Phanh trước là phanh đĩa. Về công nghệ phanh an toàn thì xe cũng được trang bị là ABS và EBD rồi. Lòng vè bên trong này, mọi người nhìn nó còn lòng vè bên trong này. 9 năm sử dụng mà cái phần lòng vè nó còn chưa bị bong tróc gì cả. Lớp sơn sần này, ở bên dưới ba bu lê vẫn còn nguyên. Đó. Rồi. Nói đến Mazda 2S 2013 thì chúng ta cũng phải nói về cái hệ kết cấu khung gầm của nó. Đóng cửa nghe rất là chắc, rất là sướng tai nhá. Không ai nghĩ đây là một mẫu xe được sản xuất năm 2013. Rồi chúng ta cùng ra phần cánh cửa sau. Và ngồi thử luôn nhá. Ổn đấy chứ, khá là rộng luôn. Đó. Nhìn bề ngoài trông nó có vẻ rất là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ngồi bên trong khá là rộng. Ghế da là ghế da nguyên bản, mọi người nhìn nó ghế da còn rất là đẹp này, khá là căng.
Rồi bên dưới phần sàn xe thì chủ xe đã bọc thêm một lớp sàn da. Bên trên thì có một cái tấm cao su ở đây, rất dễ dàng là vệ sinh. Tất nhiên thì mẫu xe này không phải là mẫu xe để chạy dịch vụ nhé. 23 thì cũng không có xe nào chạy dịch vụ được rồi. Và cũng chả ai mua một mẫu xe hatchback cỡ B để chạy dịch vụ cả. Phần cốp thì chúng ta sẽ mở như này. Đây có một cái nút bấm nhỏ nhỏ ở đây. Nếu mà ai mà sử dụng lần đầu hoặc nhìn lần đầu cái mẫu xe Mazda 2S này thì rất khó để tìm cái vị trí mở cốp. Đây thì chúng ta mở cốp ở vị trí này. Đây Mazda 2S. Đó. Tất cả những cái model xe mà có chữ phiên bản S ở đằng sau thì thường thường nó là phiên bản cao cấp nhất, nó viết tắt của từ Sport mà. Rồi ở trên đây thì chúng ta nhìn thấy có một cái cánh lướt gió thể thao khá là đẹp. Toàn bộ các kính lái, kính cánh cửa chủ xe đã dán phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi. Ở đây thì chúng ta nhìn cái phần cản sau thì xe chưa được trang bị phần cảm biến lùi. Thì mọi người có thể lắp thêm cái option này tại xưởng dịch vụ NK với mức giá chỉ có 715.000 thôi. Rồi chúng ta mở cốp ra. Đó, cốp của Mazda 2S khá là rộng luôn. Rồi cái phần quan trọng cũng không kém, đó chính là cái phần kết cấu khung gầm đằng sau. Thì quý vị và các bạn có nhìn đây cái phần khung của bên sau này, cái phần viền phần cốp sau. Đó, nó nguyên bản luôn, không bị đâm va. Mọi người mua xe ở NK thì rất là yên tâm rồi. Ok, chúng ta đã đi một vòng xem phần ngoại thất của chiếc xe này rồi, phần động cơ của mẫu xe rồi, và phần cuối cùng Khải muốn giới thiệu cho quý vị đó chính là phần nội thất và cảm giác lái của mẫu xe này. Xin mời quý vị và các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cùng ngồi vào bên trong chiếc xe Mazda 2S 2013 để nổ máy lên. À đây, mọi người nhìn đó, phần gương chiếu hậu nhá. Chủ xe đã độ cụp gương này, cụp gương bằng điện. Đó, nó có một cái nút bấm ở đây. Đấy, Khải không biết là nó là nút bấm gì thì ra bằng nó chủ xe đã độ cụp gương. Khá là hay. Rồi chúng ta tìm hiểu qua về cái nội thất của mẫu xe này. Nói chung là đây là một mẫu xe tư nhân mà chạy gia đình, nên là về cái phần chất xe rồi phần nội thất của mẫu xe chủ xe đi rất là giữ. Nó chỉ có những cái hao mòn theo thời gian. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy những cái phần nhựa giả mạ chrome đây nó đã bị bay một chút rồi. Thì ví dụ như tay chúng ta để đây mồ hôi nó ra thì nó sẽ bị bay ở đây. Không ảnh hưởng gì lắm, hơi ảnh hưởng một chút về thẩm mỹ thôi. Cái phím còi Mazda đây nó còn rất là sáng, vẫn nguyên bản nhá. Phím bấm này vẫn hoạt động bình thường. Đó, điều hòa được cái nó bền, nó không được trang bị cái gì nhưng mà được cái nó rất là bền. Đó, điều hòa rất là mát, như có cam lùi, mọi người xem này. Rồi ok, cam lùi còn khá là nét luôn, có các đánh dấu các khoảng cách ở đây. Đó, cam lùi, điều hòa khá là mát. Rồi xe được trang bị là chìa khóa điện thôi, chưa có smart key ở đây, vẫn phải chìa khóa chọc. Còn về các an toàn thì ở đây thì xe được trang bị là hai túi khí trước, chưa có cân bằng điện tử. Ok, thế thôi. Rồi chúng ta sẽ lái thử một chút để cảm nhận mẫu xe này, sự khác biệt của mẫu xe Mazda 2S 2013 so với các phiên bản mới. Rồi chúng ta hạ hành tay bắt đầu. Mở nhỏ quạt gió xuống để cho quý vị cảm nhận cái độ cách âm, độ đầm chắc của mẫu xe này. Cái vô lăng nó hơi nặng một tí nhá, vô lăng hơi nặng một tí nhưng mà đây là vô lăng trợ lực điện chứ không phải trợ lực dầu. Thực ra thì nếu mà như anh em lái xe thì cái độ đầm như thế này là ok rồi, chị em lái thì nó hơi nặng một chút thôi. Đó. Mọi người có cảm nhận thấy không ạ? Gần như chúng ta chỉ nghe thấy tiếng gió điều hòa và một chút tiếng lốp vọng lên thôi. Phần khối động cơ không nghe thấy gì đáng kể lắm. Máy 1.5 khá là khỏe nhá. Các chị em mà lái chiếc xe này thì hãy hết sức cẩn thận, bởi vì nó công suất của nó khá là lớn. Chúng ta chỉ cần khẽ mướm ga thôi. Đó, tăng tốc này. Cảm giác cái chân ga rất là nhạy nhá. Không ai nghĩ rằng là đây là một mẫu xe đã 9 năm sử dụng và đã chạy được 8 vạn đâu. Bởi vì khẽ mướm ga thôi phát là xe đã vọt lên rồi, rất là nhạy luôn. Cái tầm quan sát của mẫu xe này cũng tương đối là tốt, bởi vì hai cái trụ A này thiết kế khá là nhỏ nhắn. Đó. Chúng ta vào cua như này. Rất là dễ dàng đây. Thực sự là lái một chiếc xe mà cái kết cấu khung gầm nó nặng, nó đầm, nó chắc, cảm giác nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nó không bị bồng bềnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là clip giới thiệu về mẫu xe Mazda 2S
chạy được 80.000 cây, được sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu là tháng 5 năm 2013. Mẫu xe này NK đang chào bán với mức giá chỉ có hơn 300 triệu thôi. Một mẫu xe đi cực bền, cực lành, rất là bền, rất là lành. Thậm chí 9 năm rồi mà bây giờ quý vị và các bạn mua thì cũng chúng ta cũng chỉ cần bảo dưỡng theo đúng định kỳ thôi. Đó, rất là hay. Chỉ hơn 300 triệu thôi, không còn một cái lựa chọn nào nó tốt hơn và xứng đáng hơn mẫu xe này rồi. Mọi người quan tâm thì hãy gọi ngay cho Khải theo số điện thoại 091-124-1881. Mình để dưới bên dưới góc trái màn hình nhá. Số của mình là 1881 thì các bạn hãy gọi vào số đấy, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về mẫu xe này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.